Vâng, đây là chiếc Ford Everest bản Titanium một cầu nha anh chị. Xe đời 2019, màu trắng, biển tỉnh, và xe này thì cũng chạy rất là ít. Mới chạy có 26.000 km thôi. Nội ngoại hết là như mới luôn nha anh chị. Xe này nhập Hà Lan. Và xe này thì phần sơn xi bên ngoài là cực kỳ đẹp luôn. Sơn zin là nguyên xe. Chưa giảm giá lần nào luôn nha anh chị. Đây vô quay nội thất xe cho các chị cùng xem. Cực kỳ đẹp luôn. Chủ ít sử dụng và sử dụng cũng rất là kỹ, nên chất xe là len ken luôn. Các anh chị mà đang tìm cái dòng gầm cao máy dầu như Everest này thì không thể bỏ qua xem chiếc xe này nha anh chị. Các anh chị hãy đến Duy xem trực thực tế chiếc xe này. Xe vừa mới về, nên Duy cũng chưa có vệ sinh dọn rửa gì cả. Duy cho lên hình luôn để giới thiệu đến các anh chị chiếc xe này. Bên Duy bán xe là cam kết đẹp nguyên bản nha anh chị, không có dọn tuốt gì lại cả. Cực kỳ đẹp luôn. Cửa gió cho hàng ghế sau đây, không trầy xước gì. Chủ xe sử dụng kỹ và cũng rất là sạch sẽ luôn. Phía sau xe đây ạ, xe thì cũng có cúp điện. Còn về trang bị an toàn thì xe Ford thì khỏi phải chê rồi, rất là nhiều luôn. Đây lớp dự phòng đây ạ, lớp dự phòng thì cũng chưa lăn. Rồi, đi quay khoang lái cho các anh chị cùng xem. Thêm cái nẹp bước chân có đèn rất là đẹp luôn. Ghế lái đây ạ. Dòng Everest thì cũng đang rất là hot luôn. Nói chung là tất cả các hãng xe bây giờ thì các cái dòng xe máy dầu thì cực kỳ hot rồi. Xe chạy 26.000 nha anh chị, 26.000 chuẩn. Bên Duy bán xe là cam kết không tua đồng hồ, máy móc là hộp số là không, chưa qua đại tu, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích, sùng chỉ là nguyên zin. Nên các anh chị khi mà mua xe bên Duy hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe nha. Chiếc Everest bản một cầu Titanium đời 2019 và chạy mới có 26.000 km này thì bên Duy hiện đang chào bán là 1.128.000 còn hơn lượng ạ. Các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các chị nha. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của Duy ạ. Duy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau ạ.